Hùng Đô Kiêu Ngạo. Vo ve được, nhưng chăm thì không thể. Hả? Ông chủ nhà băng mới cưới một cô vợ trẻ đẹp. Ông ta nói với bác sĩ: ông hãy giúp tôi làm được với nàng cả hai việc, tình và yêu. What? Ông bác sĩ: nhìn cơ thể và tuổi tác tôi biết là không thể giúp gì cho ông được. Ông khách: thế mật ong chúa quý hiếm có giúp gì được không? Bác sĩ: thú thật, tôi có thể ghi đơn loại mật ong đó cho ông. Thậm chí tôi có thể làm cho ông vo ve được, nhưng châm thì không thể. Oh no. Bà vợ đoản vị. Hai vợ chồng lớn tuổi ghé vào ăn tại một quán ven đường. Ăn xong, khi đã lên xe đi được khá xa, bà vợ mới sực nhớ ra là mình quên cặp kính trên bàn ăn. Suốt quãng đường trở lại quán, ông chồng luôn mồm cằn nhằn tính đoản vị và hay quên của bà vợ. Đến chỗ cũ, khi bà vợ tất tả chạy vào tìm kính, ông chồng dặn với theo: bà nhớ cầm ra luôn cho tôi cả mũ và ô đấy nhé. Cảnh cháy rừng. Anh chồng nọ say xỉn khật khưởng bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế bành, rồi đăm đăm nhìn về phía tivi. Rất lâu sau anh ta mới cào nhào: phim gì mà chiếu mãi một cảnh cháy rừng thế này? Cô vợ cào nhào: uống vừa vừa thôi, tivi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy. Băng bó cho cái bóng của vết thương. Nhậu xỉn, trên đường mò về nhà, anh bợm bị ngã rách mông. Tới nhà, khi thay quần áo, liếc trong gương thấy vết thương, bợm ta cố gắng băng bó, sát trùng cẩn thận. Khi đặt lưng xuống giường, vợ vẫn ngủ say, anh ta yên trí là đã qua mặt được sư tử Hà Đông rồi. Đến sáng hôm sau, bừng tỉnh vì tiếng chu chéo của vợ, bợm hỏi tỉnh queo: có chuyện gì thế? Tối hôm qua lại uống rượu xỉn phải không? Đâu có. Thế ai bôi thuốc đỏ dán bong băng đầy cái cánh tủ gương đây này? Mới bị xích tháng trước, một anh chàng đến khám ở khoa thần kinh. Thưa bác sĩ, tôi luôn có cảm tưởng mình là một con chó bị xích. Thế triệu chứng này xảy ra bao giờ? Dạ, đúng một tháng nay rồi ạ. Rõ cả rồi, vậy là anh mới lấy vợ tháng trước, đúng không? Đến Ngọc Hoàng cũng chửi thề. Một nhà sư và một cao bồi chơi gôn với nhau. Mỗi lần đánh trượt, tay cao bồi lại chửi thề. Ông sư tức lắm. Mấy lần nhắc nhở mà hắn vẫn quen miệng. Cuối cùng, ông sư quở hắn: anh mà còn chửi thề nữa là Ngọc Hoàng sẽ dán xét vào đầu anh đấy. Nope. Ở gậy sau, tay cao bồi chưa dứt tiếng chửi thì một tiếng sét vang lên. Ông sư lăn đùng ra chết. Trên trời vọng xuống tiếng lẩm bẩm: mẹ kiếp, lại đánh trượt rồi. Tắm trong vạc dầu sôi còn sướng hơn. Một anh chàng kia sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ. Quỷ sứ thông báo rằng chúng sẽ dẫn tội nhân xem 3 hình phạt khác nhau và phải chọn một. Phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu sôi. Phòng thứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực. Quá sợ, anh ta xin cho sang phòng cuối cùng. Tại đây anh ta thấy một bệnh nhân già lụ khụ, bị S giai đoạn cuối, đang nằm thở khò khè trên giường. Ông này lại đang được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ôm ấp vuốt ve và hôn lên những vết thương. Anh ta mừng quýnh, vội xin vào phòng này. Tên quỷ liền dẫn ngay anh ta vào và nói với cô gái trẻ: đi sang phòng vạc dầu mà tắm, sướng nhé, có người thay cô rồi này. Trộm nhà băng. Bọn trộm đột nhập vào một ngân hàng. Chúng đã tính toán thật kỹ nên vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt. Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ toàn đựng những cốc sữa chua, tên trùm mới bực tức nói: tao tin chắc là cảnh sát đã chơi khăm bọn mình rồi. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này. Ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng. Mày thấy sao? Thế là chúng cạy tất cả các tủ sắt và chén hết tất cả sữa chua bên trong. Đến gần sáng, lũ trộm no nê lặt lè rời khỏi ngân hàng.
Hôm sau trên trang nhất các báo đều chạy dòng tít lớn: kẻ trộm đã khoáng sạch ngân hàng tinh trùng của thành phố.